Đầu tư vàng chắc gì đã đơn điệu và lỗi thời. Thời gian gần đây có rất là nhiều phân tích và nhận định cho rằng vàng không còn vai trò trong việc phòng ngừa rủi ro lạm phát. Tuy vậy, với rất là nhiều người, đây vẫn là một loại tài sản trú ẩn, nhất là khi các loại tài sản khác bị giảm giá như là chứng khoán. Khác với suy nghĩ của nhiều người là đầu tư vào vàng đó chính là cổ lỗ sĩ, là lỗi thời. Đầu tư vào vàng đơn giản chỉ là mua vàng chỉ, vàng miếng rồi cất. Thì trên thế giới, việc đầu tư vào vàng cũng thu hút một bộ phận giới trẻ thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong số podcast này, Otis Report sẽ giải đáp cho các bạn một số kiến thức cơ bản về đầu tư vàng như là các hình thức đầu tư, các cách thực hiện cũng như là các lời khuyên. Mong là số podcast này có thể đem lại một làn gió mới cho danh mục đầu tư của các bạn. Ok, hình thức đầu tiên, đầu tư vàng vật chất. Mua vàng vật chất dưới dạng đồng tiền vàng, vàng miếng, vàng thỏi, nữ trang làm từ vàng là cách phổ biến nhất ở trên thế giới. Hiện tại ở Việt Nam, người ta có thể tìm thấy tiệm vàng ở khắp mọi miền trên đất nước cũng như là các trung tâm, thị xã, thị trấn, v.v. Nhiều mua bán trao đổi có giá trị lớn được quy đổi ra vàng. Mình hay nghe những câu chuyện như là chiếc xe này mấy chỉ vàng, ngôi nhà, miếng đất này là bao nhiêu cây vàng, là vì vậy. Nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần mình nhìn thấy ba má mua miếng đất và giao cho người bán rất là nhiều nhẫn vàng. Sau này lớn lên và được giải thích thì mình mới biết là vàng nhẫn chia thành loại 24K hay là vàng 18K. Và để có số lượng nhẫn đó, hàng tháng ba má mình cần phải tiết kiệm rất là nhiều. Khi có nhiều tiền thì mua tròn từng chỉ vàng, khi ít thì mua theo đơn vị nhỏ hơn là phân vàng rồi quy đổi theo các nguyên tắc. 10 phân vàng thì được 1 chỉ, 10 chỉ vàng thì được 1 cây. Nếu như ở Việt Nam phổ biến với nhẫn vàng, vàng miếng thì nhiều nước trên thế giới, người dân mua vàng vật chất nhiều nhất dưới dạng đồng tiền vàng, hay là gold coin, hay là vàng thỏi, gold bullion. Ngoài ra còn có vàng dưới dạng trang sức. Những hình ảnh thỏi vàng sáng chói trong các két sắt làm mê mẩn nhiều người, số cá nhân có được nó rất là hiếm hoi. Tuy nhiên, ở những thị trường vàng được mua bán trao đổi tự do, đầu tư vàng còn tồn tại dưới những hình thức khác nhau nữa. Hình thức thứ hai đó là đầu tư vàng trên giấy. Có hai loại quỹ đầu tư vàng phổ biến nhất, đó là quỹ tương hỗ và ETF. Tuy nhiên, các quỹ ETF ngày càng được các nhà đầu tư nhỏ lẻ lựa chọn hơn. Các quỹ đầu tư vàng có thể đầu tư toàn bộ vào vàng vật chất và các công ty khai thác vàng và các công ty kinh doanh vàng, hay là hỗn hợp giữa các hình thức. So với vàng vật chất, sự khác biệt lớn nhất ở đây chính là nhà đầu tư chỉ có giấy xác nhận quyền sở hữu trên giấy tờ. Do đó, giá trị của khoản đầu tư có thể có sự khác biệt so với giá trị vàng vật chất ở cùng một thời điểm. Ví dụ, một người đầu tư vào cổ phiếu của một công ty khai thác vàng hay là một ETF vàng, nhưng chỉ có một phần đầu tư vào vàng vật chất, thì sự tăng giảm giá vàng rất khác biệt so với sự tăng giảm giá cổ phiếu liên quan đến vàng hay là ETF vàng. Bên cạnh đầu tư theo hướng mua và nắm giữ vàng, cả vật chất và trên giấy, thì có những người tìm kiếm cơ hội sinh lời từ việc mua bán vàng. Đối với vàng vật chất, mục tiêu của những người này là mua lúc giá thấp và bán lúc giá cao, và có kỳ vọng về việc này lặp đi lặp lại nhiều lần. Còn đối với vàng trên giấy, những người mua đi bán lại cũng có những kỳ vọng như vậy. Nhưng hơn thế nữa, họ còn có thể sử dụng đến các công cụ tài chính phái sinh dùng vàng là tài sản cơ sở như các sản phẩm option và future. Việc sử dụng các sản phẩm này giúp chiến lược của các nhà đầu tư vàng được đa dạng hơn. Lúc này, lợi nhuận không chỉ tạo ra khi giá tăng, mà còn trong trường hợp khi giá giảm, khi các hợp đồng short, put được sử dụng. Các công cụ option hay là future còn dùng để giúp các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro khi thị trường bị giảm bằng cách sử dụng các vị thế bán. Ví dụ, nếu nhà đầu tư lo sợ giá vàng sẽ bị giảm trong thời gian sắp tới, làm giảm giá trị của danh mục, thì họ có thể mua một lượng put option. Nếu đúng giá vàng giảm thì phần lợi nhuận từ hành động này sẽ bù lại phần thiệt hại do giá vàng giảm. Còn nếu giá vàng không giảm thì coi như họ đã trả một phần phí bảo hiểm. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý và cẩn trọng, bởi vì các sản phẩm phái sinh tài chính liên quan đến vàng rất phức tạp và có mức độ rủi ro cực kỳ cao, không phù hợp với tất cả mọi người. Chính vì vậy mà theo quy định ở nhiều nước, muốn sử dụng được những sản phẩm này thì nhà đầu tư phải vượt qua được một bài kiểm tra về kiến thức. Vậy thì chúng ta cần chú ý gì khi đầu tư vào vàng? Điều tiên quyết khi đầu tư đó là bạn cần phải nắm rõ những rủi ro tiềm năng để có những quyết định thích hợp. Rủi ro với đầu tư vàng, vật chất. Mặc dù vàng được xem là một loại tài sản an toàn có tính phòng vệ, nhưng không phải là không có rủi ro. Những ai mua vàng vào khoảng năm 2012 và bán đi vào năm 2016 sẽ thấy đầu tư vào vàng là một khoản thua lỗ cực kỳ lớn. Hay là ở một trường hợp khác, giá vàng đang sập sình ở những năm 1990 đến năm 2000 khiến cho đầu tư vào vàng không hấp dẫn bằng nhiều hình thức đầu tư khác. Việc đầu tư vào vàng vật chất có rủi ro lớn nhất đó là bị trộm cắp, thậm chí là bị cướp. Đã có rất là nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra liên quan đến các vụ đánh cướp vàng.
có cả thiệt hại về sức khỏe lẫn tính mạng. Đó là còn chưa kể các rủi ro bị thất lạc vì có những người cất giữ vàng theo thời gian và giấu kín với những người khác. Khi không may đột ngột qua đời hay bị mất trí nhớ thì coi như số vàng ấy cũng bị mất đi. Rủi ro với đầu tư vàng trên giấy. Rủi ro với các hình thức đầu tư vàng trên giấy là mức biến động của giá tài sản. Giá tài sản không thay đổi theo sự thay đổi của giá vàng vật chất và trường hợp xấu nhất là doanh nghiệp có liên quan bị phá sản. Ví dụ, bạn đầu tư vào cổ phiếu của một công ty khai thác vàng. Thì nếu công ty này bị phá sản thì có như toàn bộ khoản đầu tư của bạn sẽ bị mất trắng. Tuy nhiên, vì mỗi người có một khẩu vị đầu tư khác nhau nên vàng vẫn sẽ là một sự lựa chọn trong danh mục đầu tư của rất nhiều người. Và lời kết của chúng tôi ở đây, việc đầu tư vàng với cá nhân, đặc biệt là giới trẻ ở Việt Nam, hiện nay khá là đơn điệu vì không có nhiều sự lựa chọn. Cho nên Otis Report nghĩ rằng, đến một lúc nào đó, nếu việc đầu tư vàng được thực hiện một cách thuận tiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ví dụ bạn có thể đầu tư một số tiền nhỏ thì có lẽ vàng sẽ có sức hút hơn rất nhiều. Và đó cũng là toàn bộ nội dung podcast của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số podcast tiếp theo của Otis Report.